Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì Gió Biển đang có mặt tại nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu. Và ở đây là một cái con đường tắt vào những ngày đại lễ thì mọi người có thể đi cái con đường tắt này, có thể đi vào nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu. Và đây là một cái khuôn viên ở khu vực nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu, và chỗ kia là dòng Đa Minh nha mọi người. Đó, rất là rộng lớn. Ở đây thì là khu vực cánh đồng đó, tại địa phận xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường. Hiện tại thì Gió Biển đang đi ở trên cái con đường này. Đó. Đường này thì được đổ đá, và cái phần đá ở đây nó cũng đã khá là xuống cấp rồi nha mọi người. Một ngôi nhà thờ rất nổi tiếng tại xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường. Đây là một cái phần cổng để mọi người có thể đi vào đây. Đó. Đó. Quý khách đến thăm cô Nhi viện Thánh An, xin vui lòng liên hệ chị Thanh và chị Lan. Đó, mọi người có thể thấy là nếu như muốn vào thăm cô Nhi viện Thánh An thì mọi người có thể là vào đây, và trong này thì rất là rộng lớn nha mọi người. Bây giờ thì Gió Biển đang đi ven cái phần tường rào của cái gần như là một cái quảng trường. Nếu như vào những cái ngày dịp lễ đại lễ mùng 8 tháng 8, lễ Quan Thầy tại nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu thì được tổ chức rất là long trọng tại đây. Đó, mọi người thấy rằng là cái phần tường rào này được xây dựng rất là chắc chắn. Vào những ngày đại lễ thì cái phần cỏ ở trong này người ta sẽ được dọn sạch và làm thành một cái mặt phẳng để làm một cái khuôn viên ở trong này bằng phẳng để người dân và các bà con giáo dân ở nơi khác tới dự một cái ngày lễ rất là quan trọng tại đây. Và bây giờ Gió Biển đã đi tới một cái gốc đa rất lớn nha mọi người. Đây có một cái lối mở. Đó. Lối mở này Gió Biển thấy rằng là một cái số cái phần song sắt, không biết là người ta cắt đi hay là như thế nào. Đó. Và đây thì mọi người có thể nhìn về hướng kia, có thể thấy được nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu hiện nay thì đang hoàn thiện dần nha mọi người. Phía cuối này có cái khu nhà vệ sinh đó. Và những ngày đại lễ thì cái phần vệ sinh ngoài trời là được xây dựng ở đây. Đó, mọi người có thể đi vệ sinh ở đây khi mà những cái ngày lễ đại lễ lớn tại đây. Đó, chỗ này là một cái cây đa rất lớn nha mọi người. Đó. Và từ cái ngã ba này thì có thể đi la tới khu vực con đường ngoài kia. Đó. Cánh cổng này sẽ luôn đóng, trừ những cái ngày đại lễ thì sẽ được mở cái cánh cổng này. Và nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu sẽ được vào bằng ba hướng. Một hướng ở phía đằng kia, cổng chính, một hướng ở đây, và một hướng thì như cái con đường vừa xong, Gió Biển vừa chia sẻ, đó chính là lối đường tắt khu nghĩa địa đằng kia. Đó. Chỗ này thì là một cái con đường bê tông và đá pha trộn lẫn nhau. Đó. Mọi người thấy không? Nó chưa đồng bộ, và đây thì người ta đổ thêm ở phía bên cạnh đây để cho cái việc di chuyển của bà con giáo dân đến đây dự lễ nó được suôn sẻ vào những cái ngày mưa hoặc là thời tiết nó sập sùi nha mọi người. Bên đây thì vẫn có một số cái hồ và người ta trồng khoai thì rất tốt, phải nói là bác chủ ở đây trồng rất là tốt nha mọi người. Khuôn viên ở trong này rất là rộng, Gió Biển đoán là phải khoảng mấy hecta nha mọi người.
Bây giờ thì gió biển đã gần đi tới chỗ khu vực nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu rồi. Một chú chó rất là dữ nhưng mà khá là nhỏ nha mọi người. Đây, mọi người có thể thấy là cái khuôn viên ở chỗ này rất là rộng lớn. Vào những ngày đại lễ là ở đây có hàng vài nghìn người và hàng chục nghìn người từ các giáo hạt tới đây và từ các huyện tới đây để tổ chức đại lễ. Có một số bạn bảo rằng là sau khi mà hoàn thành cái ngôi nhà thờ này thì dỡ bỏ một cái phần mà còn tồn tại của nhà thờ cũ đằng kia, thì cái việc mà từ đây tới chỗ nhà thờ mới này nó sẽ rộng rãi hơn, và khi tổ chức những ngày đại lễ thì nó sẽ có gì đó nó thoáng đạt hơn nha mọi người. Bây giờ thì gió biển sắp tới chỗ nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu, ngôi nhà thờ mới đang được mong chờ, đang được người dân đạo Công giáo tại xã Xuân Ngọc từ rất lâu rồi mong chờ ngôi nhà thờ này hoàn thành. Và đây cũng là một trong những công trình rất là nổi tiếng tại huyện Xuân Trường và công trình nổi tiếng tại tỉnh Nam Định. Ở đây thì có một cái xưởng mộc nha mọi người. Một cái xưởng mộc. Bây giờ thì gió biển đã đi tới sát khu nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu rồi. Con đường này vẫn còn cát đá và chưa được đổ. Có lẽ rằng là khi nhà thờ này được hoàn thành thì người ta sẽ kiến thiết cái con đường này đẹp hơn để những cái ngày lễ thì nó sẽ được hiện diện và người ta đi lại có cái phần mỹ quan nó sạch sẽ, thoáng đẹp hơn. Bây giờ thì gió biển đã tới chỗ nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu rồi mọi người ơi. Hai cái phần ở trên chỗ khu vực tháp chuông đã được sơn vàng và phần dưới thì chưa được sơn nha mọi người. Đây là phần hang đá. Đấy, phần hang đá của khu vực nhà thờ. Và từ rất lâu rồi đã có cái khu phần hang đá này. Và có nhiều bác bảo với gió biển rằng là hang đá này có từ một vài chục năm trước. Đến bây giờ thì ở phía bên trên này thì là cái biểu tượng cái tháp chuông của ngôi nhà thờ và một cái hình tượng ngôi nhà thờ tại đây. Phía dưới này vẫn có cá nha mọi người. Phía kia là một cái cầu và một cái cầu đi thẳng vào đây. Chỗ ngoài này thì có đặt một số cái cây xanh. Đặt một số cái cây xanh tại đây. Ở đây thì người ta ghi là hòm khấn. Và gió biển đi tới đây. Ở gần trung tâm này người ta đặt một cái lư hương. Đấy, một cái bát hương và chỗ này là hang đá, một núi đá. Đó, mọi người có thể thấy là cây xanh thì mọc chơi vơi ở trên núi đá, rất là độc đáo và đặc sắc tại đây. Tại nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu, nay đã được xây mới bằng nhà thờ chính tòa mới. Đấy, mọi người có thể thấy là một số phần, đó là phía bên này đang có đại lễ trường giáo lý xứ chính tòa Bùi Chu và có thể là người ta thỉnh thoảng làm lễ ở đây. Bây giờ thì gió biển đã đi tới sát nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu. Mọi người có thể thấy được rằng là các bác công nhân vẫn đang tiếp tục xây dựng đó. Tháp chuông khá là cao nha mọi người, tầm đâu đó mấy chục mét, và những cái hoa văn họa tiết đang được tiếp tục xây dựng. Ở phần ngói được lợp rất là đẹp rồi đó, phần ngói được lợp rất là đẹp. Và đây là những cái giàn giáo, phần bên trên cũng đang được tiếp tục xây dựng.
Mọi người có thể thấy không, một ngôi nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu đang được tiếp tục hoàn thiện tại xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường. Và đến nay thì những phần bên ngoài thì đã cơ bản hoàn thành, chỉ đợi những cái họa tiết và sơn si ở bên ngoài. Còn phần bên trong thì cũng đã được kiến thiết xây dựng ở những cái ở phần và những cái cột gỗ, những phần kiến thiết bên trong bằng những cái vật liệu, chất liệu tốt nhất để hoàn thành lên một ngôi nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu, mang những cái kiến trúc hiện đại nhưng vẫn giữ những cái nét tinh tế của ngôi nhà thờ cũ đã được dỡ bỏ vào năm 2020. Đó, và đây là một cái phần của nhà thờ cũ đây. Đó. Và ngày hôm nay thì Gió Biển cũng chia sẻ đến mọi người về nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu hiện nay đã xây dựng được tới đâu. Hiện nay thì đã có những cái tiến độ nhanh chóng rồi. Và hôm nay thì Gió Biển xin chia sẻ đến quý vị và các bạn những hình ảnh cận cảnh về nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu. Video clip này Gió Biển xin dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ đăng ký kênh để Gió Biển tiếp tục chia sẻ những hình ảnh mới nhất về nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong các video clip lần sau.